Hôm nay là 1 tháng 3, bên em quay số chậu mai vàng chuẩn bị giao cho khách nha anh chị mình. Đây là mai vàng 80. 80 đúng không Hậu? 80. Anh thợ Chậu mới làm chậu ngày 8 hoạch 81. đầu tiên 80 lọt lòng. Còn 8 lọt lòng 81 ạ. 80 80. Giao anh biết mà. 80 lọt lòng. Thì anh chị mình lưu ý bên em là bán chậu lọt lòng ha. Xi măng với từ 4 năm tới lên là bên em có hồ đá rồi. Thì giá chậu thì hôm qua mình sẽ thông báo sau, giá cũng 80 chắc 100 ngàn. 100 ngàn là giá cũ á mà. Coi gặp anh. Có Các sơn luôn nha anh chị mình. Giá cũ là 80 là 100 ngàn. Giá mới là 120 hả? 120. Này có thể lưu động ha. Thì có hồ đá luôn nha. Còn anh chị mình mua dụng cụ quay chậu thì bên em cũng có bán luôn. Thì gồm một cái lưỡi như vậy và một cái ống 27. Ống 27 bên em tặng. Cái lưỡi này gồm hai lưỡi. Ủa giao không Nguyên? Giao cho ai hả? Ừ, quay lúc giao luôn đi. Giao cho ai đây? Chậu mấy hả? Sao bán nhiêu ạ? Ủa cái này không sơn hả? Không. Ba dọn bãi đồ nữa để kiếm. Đây máy tồn hồ đây. 4 cái luôn hả? Giờ bán chậu giàu luôn rồi. Đó, đá mi nè. Quay số xi măng và đá mi cho anh chị mình coi ha. Đây. Rồi, đó, đây là đá để làm chậu nha anh chị mình. Giang mình ơi, sao xuống? Anh chị mình mua đó. Em bữa nay nó quay cái này nữa là cái cuối cùng của ngày hôm nay. Cái nữa hả? Còn cái nữa, còn Dữ cái à? sáu nữa. Ừ. Còn cái sáu nữa. Cho hết hộ luôn ha. Ừ. Đúng rồi, bỏ hộ chữ luôn không. Còn cái sáu nữa phải không? Mấy cái cuối. Chậu 8 nha, chậu 8 thì mỗi cái nó có tỷ lệ nha anh chị mình. Mình chỉ nắm lọt lòng thôi ha. Đây mình nhìn kỹ đi, cái 8 với cái 6 nó khác nhau rõ ràng. À, 5. Này 5 lọt lòng. Số điện thoại là 0987 557 550. Đây là số của em nhận hàng, còn anh chị mình có thể gọi chủ nhà. Để em đọc số của chủ nhà luôn cho anh chị mình có thể lưu vô luôn ha. Không 868 260779 06 0868 260779 ha. Mới dở lên lại bung lên đó mà. Rồi,
còn trà lại nữa anh chị, dỡ lên trà lại mới làm đó, con cắt như vậy nè, con cắt như vậy là được rồi, cái miệng cắt vậy là được rồi. Ngày mới đang quay hồ đá, chưa có hồ cốt. Hồ cát á, còn chừng nào hồ dầu nữa mới còn đẹp nữa. Vô qua cho đủ hồ thôi. Đó, còn cắt đít về đó, vậy đó. Còn cắn lưỡi dao xuống con quay về. Là lợm mà. Cái miệng nó đều dữ lắm. Còn con cắt không tới là cái miệng nó không đều. Lên chân. Cái lằn tỉ nó phải ra lằn tỉ để dính lẹo. Gắn vô hết. Đó, à, đó, cái tấm bằng voi. Mình gắn vô mình cắt. Ở trong đó con cả vợ sáng dậy sớm được đó. Mà giờ thì tổng dỡ ra sớm luôn. Dỡ sớm hư. Đâu hư? Mày biết không, mày dỡ một cái vụ về nó bể, mày không lấy tiền. Mà tao thì nó thâm vốn. Này phải tích che lại nữa. À, ba hỏi Hậu làm được bao nhiêu ngày nha. Ăn thua đơn hàng à. Ví dụ bây giờ nó làm cho ba. Ví dụ đơn hàng này là 200. À. Cái này bên em còn quay hồ láng nữa nha anh chị mình. Hồ dầu. Khỏi không? Toàn xới lên cái là dứt luôn á. Không có ngâm gì đó. Xi măng hô xin ha. Có đá luôn.